Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với game Undertale đi theo con đường giết hết tất cả. Với cơ bản là thế. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tên. Thì nếu mà bạn nào là fan của Undertale thì sẽ biết rằng là tên của nhân vật khi mà giết tất cả sẽ là Chara. Mình chưa chơi cái này bao giờ luôn, nhưng mà mình biết vì cái này nổi quá. Undertale là một game mà mình đã từng chơi theo hướng Pacific rồi. Là cái hướng không giết ai cả ấy. Còn theo hướng Genocide thì đây là lần đầu mình chơi. Và chúng ta bắt đầu với câu chuyện. Rồi. Cái bông hoa lúc đầu. Xin chào, tôi là Flowey, Flowey bông hoa. Cậu là chắc là mới đến thế giới dưới lòng đất phải không? Thằng này nói chung là nó đang biết nói này nhỉ? Nó đang dạy mình cách để né giết bọn này các kiểu ấy. Thì trái tim nó không, đó linh hồn của cậu. Ok. Linh hồn cậu bắt đầu sẽ rất là yếu, nhưng nó sẽ mạnh hơn khi mà cậu tăng level. Thì level có nghĩa là gì vậy? Tại sao ư? Love, tất nhiên rồi. Love. Cậu muốn tớ một chút tình yêu phải không? Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa vài cái với cậu. Chỗ này này, tình yêu đã đi xuống đây. Những cái hạt trắng. Chào mọi người. Rồi. Này bạn. Này cậu có chật chúng rồi. Hãy thử lại nữa chứ. Nó cố gắng lừa mình để ăn đạn của nó. Nhưng mình đã chơi game này một lần rồi. Chào bạn Sirenico. Cái này một trò đùa đấy à? Nát cậu chết rồi à? Hãy chạy vào những cái hạt thân thiện. Người biết cái gì đang xảy ra ở đây phải không? Người chỉ muốn nhìn thấy ta treo đau khổ thôi. Oh fuck. Chết đi. Đấy. Và nếu mình nhớ không nhầm lúc này thì cái bà dê sẽ ra cứu mình. Bà mẹ dê. Goodbye. Xin chào bà. Thật là một sinh vật xấu xa. Ok, lười. Đừng có sợ đứa con của ta. Ta Toriel, người tiếp quản khu phế tích. Ta đi qua nơi này mỗi ngày để xem có ai rơi xuống nơi này không. Cậu cho con là con người đầu tiên đến đây trong khoảng thời gian dài. Vào đi, ta sẽ dẫn con đi qua chỗ này. Đường này. Chào bạn Đức với chào xin với cô. Chào mọi người vậy. Thì khi mà bạn chấp nhận đi theo cái con đường mình đang chơi bây giờ ấy, thì sẽ phải xử hết tất cả những đứa trong cái game này. Hàng nào chính xác là giết hết ấy. Giết sạch luôn. Chào mừng đến với nhà mới của con. Kìa, đứa trẻ vô tội. Hãy để ta dạy con cách mở được con đường đi vào khu phế tích. Rồi. Trong khu phế tích tràn đầy những câu đố. Những cái này mình từng chơi trước đây rồi. Thế nên mình cũng đọc nó một lần rồi ấy. Mình có từng up một series Undertale Genocide Pacific rồi. Bây giờ chơi Genocide thôi. Rồi, mình sẽ phải gạt cái cần gạt này. Ta tự hào với con, đứa trẻ nhỏ. Hãy để chúng ta đi tới các phòng tiếp theo. Làm con người sống ở thế giới dưới lòng đất, quái vật có thể tấn công con rất cần phải chuẩn bị cho trường hợp này. Không sao chăng nữa, đừng có lo lắng. Đấy, có chuyện này rất đơn giản thôi. Khi mà con tham gia một trận chiến với quái vật, con sẽ tham gia một cái fight. Nhưng mà trong một cuộc chiến thì hãy bắt đầu một cuộc hội thoại thân thiện. Ok, con này, nói chung bà này là một người muốn dẫn mình theo con đường là Pacific và không giết ai cả. Nhưng chúng ta sẽ phải giết nó. Rất đáng tiếc. Bạn thắng mà nhận được không kinh nghiệm và không vàng. À, nhưng con rối không phải để đánh nhau. Họ cho nó để đây nói chuyện. Chúng ta không muốn phải làm tổn thương ai phải không? Đi nào. Có những câu đố ở trong căn phòng này. Ta sẽ tự hỏi để con có thể giải nó không. Nope, có ba mẹ dê đi trước rồi. À,
Đúng rồi, ngoài ra để hoàn thành genocide thì mình phải giết hết tất cả những con quái vật ở mỗi nơi này. Cho nên là mình phải đi vòng vòng để tìm quái vật, nói chung là thế. Nhưng mà mỗi khu vực sẽ có những con quái vật khác nhau ấy, cho nên phải xử hết bọn nó. Có vẻ khu này hết quái vật rồi, nên thôi, đi tiếp đi. Đây là cô đố, nhưng này, hay nằm lấy tay ta một lúc. Tại sao bà lại có thể nhớ được cái này kìa? Kiểu mấy chỗ kia trời gai thật đấy à. Chào bạn bởi vì thi à? Mình cũng bỏ stream lâu lắm rồi, xong rồi hết sạch game để chơi thì đành chơi Undertale rồi. Mình cũng không biết phải chơi game gì cả. Những câu đố khá là nguy hiểm cho bây giờ. Nó đã hoàn thành Lisa này rồi, trẻ của ta. Một sáng nữa thì ta có một yêu cầu khó khăn để nói với con. Ta sẽ muốn con đi tới cái cuối căn phòng của bản thân mình. Hãy tha thứ ta vì cái này. Ok. Nhìn tới cuối căn phòng thì sao bình thường không? Chủ yếu không có quái vật để mình giết nhỉ. Sao lâu vậy? Vậy bài trốn ở đây. Chào mừng đứa con của ta, đừng có lo lắng. Ta không bỏ rơi con. Ta chỉ trốn sau cái cột này cả khoảng thời gian dài thôi. Cảm ơn con đã tin tưởng ta. Được chăng nữa thì có một lý do quan trọng cho bài này, thực hành này. Ok. Để kiểm tra bla 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 bla. Chọn quan tâm. Nhưng mà khi mà chọn đi theo con đường giết người như thế này ấy, thì nó sẽ rất là đau lòng. Cho nên là mình ring. Hello, đây là Toriel. Con chưa rời căn phòng phải không? Có vài câu đố ở trước mà ta chưa giải thích. Nó sẽ thấy nguy hiểm, vì thế hãy cố gắng tự giải thích nữa. Giải đó bản thân mình. Hãy ngoan, đừng nhé. Ok. Cháu sẽ ngoan mà cách cháu sẽ giết hết mọi người ạ. Chơi được 6 phút rồi. Chào bạn chết sai thai. Nhận một lấy một kẹo. Lấy một cái kẹo. Nhấn C để mở menu. Lấy một cái kẹo nữa à? Sẽ gây tởm, ok. Lấy đi đi. Lấy tiếp. Bạn lấy quá nhiều. Và những cái kẹo rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy đó mà các bạn đã làm đi. Ok. Mình đều xeo những con quái vật ở đây. Và mình sẽ phải xử nó. Mèo. Ok. Oh. Kệ đi. Ew. Mình sẽ chạy vòng vòng quanh đây để mình kiếm quái vật. Quái vật ở này. Ew. Chết luôn. Mục tiêu bây giờ là giết quái trong khu vực này. Đây sẽ là mục tiêu tạm thời, nhưng mà mình cũng phải chờ tí đã. Ok. Ở đoạn đầu game thì những con quái vật này nó không phải quá khó để có thể xử bọn nó. Mình phải chạy đi chạy lại để tìm một quái vật. Mèo, tại sao một con ếch nó lại kêu mèo? Đôi lúc có những thứ mà con người không thể giải thích được. Điều. Mình không lên level nhỉ? Ai chơi nhanh hả anh ạ? Cũng không chơi nhanh cho lắm, tại vì cái game này nó phải có những giới hạn riêng.
Mình nhớ không nhầm thì mình phải lên lẫy nhất là level 3 rồi mới cho phép mình được đi tiếp. Bèo đau. Chết đi. Tạm biệt. Sao mình vẫn chưa lên level rồi à? Nó một con quái nữa, chúng ta đi tiếp. Đấy, mình không biết phải giết bao nhiêu con ở đấy nữa. Kiều. Quắc quắc. Oh. Bye bye. Chúa sống đủ lâu rồi. Hay là nguồn XP ở ta. Wow. Quên mất cái đoạn này đấy. Vốn là phải đi ăn bên này. Lại gặp một con quái nữa. Đấy, mình chẳng cần chạy đi chạy lại đâu. Tôi giết hết bọn này. Eww. Sao đây level khó nhỉ? Rồi, nó đi xin. Nó hỏi mình những cái đồ ăn đấy mà. Bánh này bánh nọ. Ừ rồi, cháu không thích ạ. Cháu đang muốn giết tất cả mọi người ạ, nên cháu sẽ không quan tâm đến việc mà bác muốn cháu ăn gì đâu ạ. Ok. Mà để gọi lắm ấy. Ủa, làm phiền dã man. So với cái hồi 3 năm trước mình chơi game này thì có thể cảm nhận nó khác nhau mỗi lần chơi một chút. Nhưng mà thực sự về thấy lại thì cái việc gọi điện lắm này đúng là một cái làm phiền. Và có lẽ đây là lần thứ hai mình chơi lại cái đoạn này rồi nên là... Ok, mình tăng điểm level love rồi. Rơi xuống. Ok, mình phải nhớ chứ cái này. Mình sẽ phải nhớ cái đoạn đấy. Đi qua đây, đi đến đây, đi đến đây, đi đến đây. Rồi, mình vẫn thuộc. Tiêu. Không chết cả. Ui. Khó đấy. Ok, cái này sẽ không khó như cái trước. Đây chỉ là một con slam, nhìn nó như cái thạch. Đây là 6 điểm kinh nghiệm và 6 vàng. Nhưng mà... Này, người bạn, ai nói cậu có thể đẩy tôi xung quanh kia chứ? Vậy cậu đang nhờ tôi đi chuyển một đoạn nữa. Ok, chỉ về cậu rồi đấy. Đồ đầu bí ngô. What? Chỉ một đoạn này được. Hả? Cậu muốn tôi đi chuyển hơn nữa. Được rồi, vậy như này thì sao? Không phải hướng ai. Đó là hướng sai. Được rồi, vậy tôi nghĩ tôi đã có hiểu nó. Rồi. Này. Cậu muốn tôi đứng ở đó. Cậu đang đưa tôi. Ok. Termination. Một cái hang chuột. Một cái phô mai que. Không có que mà phô mai. Hello ma. Hỏi chúng đi chơi nhỉ. Con ma này cứ nói lập đi lập lại. Hãy di chuyển nó với ba lục chứ. Ok. Ok, chúng ta đã trigger nó. Trigger nó. Mà nó đang khóc. Khó vậy. Nó không đánh mình.
có biết là cậu không thể giết ma phải không? Chúng tôi là một thực thể không có thật. Và tất cả, tôi chỉ muốn hạ thấp máu của tôi bởi vì tôi không muốn bất lịch sự. Xin lỗi, tôi chỉ làm cái này sẽ tệ hại hơn. Hay coi như là cậu đánh bại tôi đi. Bạn thắng, bạn mất một điểm kinh nghiệm. What? Cứ cấu. Ủa, thế bên này là cái gì? Nhẹ. No. 18. No. Bạn mất nó không? Là. Bạn của tôi chưa bao giờ nghe nó nghe tôi cả. Bất cứ lúc mà tôi nói, họ lên sẽ mở vào lời nói của tôi bằng cách nhấn X. Nhấn X. Bỏ qua điện thoại bằng cách nhấn X à? Một này hướng dẫn mình. Bỏ qua điện thoại đi. Tại vì thực sự cái này mình đọc nhiều lần lắm rồi ấy. Mình muốn rơi xuống thử mà. Cái nhân sâm này là cái nhân sâm gì mà trâu thế? Nhân sâm trăm tuổi à? Truyền thuyết bảo ăn nhân sâm trăm tuổi sống lâu bất tử à? Sao phát mình đánh phát đau phát không đau nhỉ? Chết đi, ta nhịn quá nhiều rồi mà nhận được 6 điểm kinh nghiệm một lần. Không có gì. Có cái nữa. Pay the trip on. Mình vừa lên. Đây có một cần cái quyết kia có một cái con nhân sâm nữa kìa. Bà giết nó con nhân sâm kìa. Vì muốn theo hướng Genocide thì bạn phải giết hết tất cả mọi người nên là thấy cái gì thì ra tay được, thì cứ ra xử nó ra. Yo, chào mày. Bye bye. Ủa né. Battle Hole là cái game khó hơn game này rất nhiều nên là mình không nghĩ là game này sẽ khó gì đâu. Né, cứ né như bình thường thôi. Xong 6 điểm kinh nghiệm và 1 vàng. Nó là ok. Nhấn nó. Không có gì xảy ra cả. Ok. Cái cửa xa không phải lối thoát, chỉ là cái dấu hiệu. Lùi. Không gì xảy ra cả. Cũng chả gì xảy ra cả. Nhớ có quái vật ở đây mà. Có một cái nút nhấn nó. Mà nhấn cái lick. Lúc trước mình giải câu đố ai rồi nên nhớ hết với cái này nó ở đâu. Nhấn sai nó sẽ vứt mình lại. Quên mất cái này. Nếu mà không nhận được cái này hay nhấn cái nút màu xanh. Đọc được cái này á. What the nút. À thôi. Đây là phòng khác, chúng ta còn phòng khác. Có những cái nút bị giấu đằng sau cái cột ấy. Thế nên chắc cái nút cuối cùng của nó sau hay không. Hay nhận được cái, nhấn được cái nút màu đỏ. Chào bạn Yến Trần. Chúng ta sẽ đi ra khỏi chỗ này. Ok. Chào bạn Ami Luna. Wow, nơi này nữa nào. Nhìn vui vậy. Ô, con dao. Đây là một cái con dao đồ chơi. Các bạn từ từ nhá. Mình chưa muốn vào trong nhà bộ. Tại vì biết nói là nhỉ. Mình nếu mà muốn chơi cái này thắng. Không phải thắng mà là hoàn thành theo cái run genocide ấy, thì mình phải giết hết
giết đến mức mà không còn một con nào trên bản đồ luôn. Thế nên là các bạn thông cảm cho mình là mình phải đi tìm những con quái vật nó bị vứt bỏ đâu đó. Nếu là mình không biết phải kiếm vào nó đâu, phải giết cho đến khi mà nó hiện ra dòng chữ bất nô body came ấy. Nghe hơi đau lòng thật nhưng mà chịu thôi, đó cách duy nhất để có thể hoàn thành cái game này. Cái hướng trên nút sai. Ôi, sao hòn đá này nó chạy về đây này? Đấy, có slime này. Mình chưa trang bị cái con dao đồ chơi à? Cứ đứng đây. Mình phải giết bọn này đến khi mà không còn một cái con nào quái vật nó hiện lên khi mà mình xử của nó đấy. Đây là toy knife. Con dao đồ chơi. À quên mất. Fuck. Fuck me. Tôi quên mất cái này. Ok, tôi mình nghĩ là mình ở kia mình cũng có thể biết được. Tôi chạy vòng vòng quanh đây chắc cũng có quái. Thật là đó ít nhất là cái mình hy vọng. Đấy. Ồ, cả hai con luôn cả. Điều nóc chơi luôn. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cái gì? Cái giết mày đấy. Không phải xin lỗi tao. Tao đã được phải xin lỗi. Mình cảm thấy tội lỗi. Mình giết những con sinh vật yếu đuối hơn mình. Kệ đi. Chúng nó chết thì thôi. Bao giờ mới hoàn thành nhỉ? Là nhàm chán khi mà đi theo cái rốt hay nút sai này. Các bạn sẽ là chạy đi chạy lại, thực sự là chạy đi chạy lại thì có thể kiếm được một quái vật nào đó. Cái tỷ lệ ra quái vật là bao nhiêu đấy, chạy đi chạy lại thế là có quái vật kìa. Mấy con slam, ui nhảy quá tí chết. Bạn thắng mà được 6 điểm kinh nghiệm và 6 vàng. Và bây giờ mình sẽ lại chạy cái này tiếp. Nhìn là gì đang phải cần. Anh lên. Ai chơi trò nào nữa không? Nếu mà có game hay thì mình sẽ chơi, nhưng mà chủ yếu game này sẽ rất là nó sẽ cái này sẽ tạm thời khá là dài. Thế nên là nha, tốn khoảng thời gian mình muốn. Chào bạn thỏ Sayuki Arisa. Tôi làm gì với cuộc đời mình đây? Yes, mình biết là bọn nó ở cuối game rồi, rất là mạnh rồi. Ủa, 3 con này. Tận 3 con cơ. Tôn trọng mình thế. Tiêu. Lỡ tay. Lỡ tay tí các bạn. Mình biết thằng San với cả con Andai cuối game nó rất là kinh dị rồi. Khó. Nếu phải công nhận khó thôi. Nhìn mấy người kia chơi mình biết nó rất là khó luôn. Nhưng mà tự mình trải nghiệm với cảm giác nó khác hơn là những người khác chơi. Nên là chấp nhận chơi game thôi. Bạn thắng bao nhiêu chiếc kinh nghiệm. Love của bạn tăng. Lên level 4 là mắc rồi đúng không? Còn ai ở đây đâu nhỉ? Mình không nhầm được mỗi map để cho bạn một vài ba con để các bạn đập.
và các bạn phải farm cái lớp của bạn, cái lời level ấy. Cái lớp này nó không phải là viết là lớp đâu, nó là viết tắt của level of violence, tức là cấp độ của bạo lực ấy. Sau này cuối game nó sẽ có giải thích. Nhưng mà mình chơi game này một lần rồi mình mới nói. Và với những bạn không biết mình đang làm trò gì thì tôi đang tìm quái vật. Tôi chỉ không biết là một quái vật đâu hết rồi. Như thằng bệnh. But nobody came. Như không có ai đến. Đấy, đấy là lúc các bạn hoàn thành. Đấy, lúc mà các bạn hoàn thành giết hết tất cả những cái con ở trong một cái map. Và nghe nhạc nó kinh dị hơn hẳn đúng không? Mấy con đếch nó biến mất luôn. Nhưng không có ai tới cả. Không khí rùng rợn. Nhưng không có ai tới cả. View. Chào bạn Yuki Neko, buổi tối vui vẻ. Nhưng không có ai tới cả. Giết hết rồi. Nope. Sao lúc này mai mới có thể tìm được con người nó cứ hiện ra liên tục thế nhỉ? Nó khó khăn rồi. Nhạc nó rung rợn. Đến đây rồi thì chắc là hết rồi. Ôi trời, nó làm mất nhiều thời gian hơn ta tưởng. Tại sao con lại đến đây đứa trẻ của ta? Con bị thương không? Ok, không một vết sẹo thật là đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn ta không nên bỏ con một mình trong khoảng thời gian dài như vậy. Ta rất có người thích xem đối sắc đối ghét giờ của mình với là Linh à? Đấy, thì nếu mà có thể mình sẽ làm lại series đấy, tại vì dù sao thì hè với thằng Linh nên rất là rảnh. Ê, vậy thì ta có thể giấu nó lâu hơn nữa, đến đi đứa nhỏ ta. Tại vì khi chơi game cỗ với bạn bè nó vẫn vui hơn là chơi một mình mà. Mình vẫn thích chơi game sinh tồn nữa là những cái game Perfect Girl, một số game rất là hay. Nhưng mà hiện giờ đang không có game nào mình thích hẳn cả. Nên nếu có cơ hội chơi về game sinh tồn với bạn bè thì mình cũng muốn lựa chọn hơn. Nó muốn tặng niềm ngạc nhiên cho mình. Cái phòng của chính bản thân mình. Nó xoa đầu mình. Dưới đang cháy ư? Wow. Có một cái bánh. Và nhận được một cái mảnh bánh. Máy kết hợp của cả. Ok. Những cái đồ chơi hay nhưng nó không làm bạn ấn tượng một chút nào. Gì đây? Nhật ký à? Đọc chứ. Nó đọc cái đoạn nhật ký. Tại sao con xương đó muốn có một người bạn? Bởi vì cô ấy cảm thấy với bạn nào chưa biết thì cái người trong cái game này thôi lát nữa nói sau là sợ game bọn ấy tự hiện ra. Chào, ta đến rồi, ta hiểu. Tao có biết, ta rất mừng vì cuối cùng là có người ở đó ở đây. Có rất nhiều cuốn sách cũ mà ta muốn chia sẻ. Ta muốn cho con biết nơi thưa mà ta bắt vọ. Hay mà đây ta. Ok. Nói chung là con này chuẩn bị rất nhiều quá trình cho thằng này. Thằng này mình không biết giới tính của nhân vật chính của mình là gì. Gì vậy? Where can I go home? Không, nơi này. Đây là nơi nhà con bây giờ. Không muốn nghe về cuốn sách mà ta đang đọc không? Cuốn sách này gọi là 72 cách sử dụng con sen. Đây là sao? Cách thoát khỏi khu phế tích. Ok. Bà này cứ đánh trúng lẳng với vấn đề khác đấy. Ta phải làm cái gì đó, hãy ở đây. Chào đi, chào Toriel. Thứ gì đó bị kẹt ở trong cái ống. Những con dao ở đâu? Đây, tại sao nó lại hỏi những con dao ở đâu? Thế là chúng ta sẽ đi xuống hầm.
sau khi nói chuyện bà Toriel. Yo, cậu có biết nơi cách kiểu quay trở nhà phải không? Trước của chúng ta là lối dẫn đến nơi thoát khỏi khu phế tích. Một con đường thoát ra khỏi và lại. Ok, ta chuẩn bị phá hủy nó. Không ai có thể thoát khỏi đây một lần nữa. Bây giờ thêm một đứa trẻ ngoan và hãy đi lên lên trên tầng đi. Không, đừng phá hủy lối thoát của tôi sẽ xử bạn. Chào bạn Michunakusa. Hỏi mọi con người rơi xuống đây đều có cùng một số phận. Ta nhìn thấy nó lặp đi và lặp lại. Họ đến, họ rời ở đây, họ chết. Rồi có trẻ ngoan ta, nếu con rời khỏi khu phế tích này, họ chúng Asgore sẽ giết con. Ta là người duy nhất bảo thể bảo vệ con có hiểu không? Hãy đi tới căn phòng của con đi. Rất tiếc, tôi đến đây để giết tất cả mọi người. Đừng ngồi cố gắng lịch sử để dừng lại, dừng ta lại. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Con muốn rời khỏi nơi này chứ vậy sao? Con chỉ giống như những người khác. Vậy thì chỉ có một là cách duy nhất để có thể giải được cái này. Chứng tỏ bản thân mình đi. Chứng tỏ rằng con có thể mạnh đủ để có thể sống sót. Bà, tôi sẽ chứng tỏ là tôi khỏe nào đây. Ui giời ơi. Con thực sự. Ok, rồi có vài vấn đề không? Thực sự ghét ta nhiều vậy ư? Bây giờ ta hiểu ai mới là. Ôi. Ta đã được bà ta bảo vệ khi mà giữ con ở đây. Không phải ngươi. Nhưng mà chúng. Tạm biệt. Nãy mình chào bạn gấu Puma Kawaii.